Sáng ngày 6 tháng 9, tại Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã phát động cuộc thi sáng tạo khẩu hiệu Doraemon với an toàn giao thông và sự kiện Chạy vì an toàn giao thông Kizuna Ekiden. Chương trình được thể hiện với sự phối hợp của Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Tập đoàn báo Mainichi Nhật Bản và các doanh nghiệp tài trợ Nhật Bản. Năm 2018 cũng đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị, sự kiện tổ chức giải chạy đua tiếp sức Kizuna Ekiden là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng sự kiện lớn về ngoại giao của hai nước Việt Nam Nhật Bản. Cuộc thi Doraemon với an toàn giao thông tại Việt Nam được triển khai với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật về an toàn giao thông cho học sinh. Cụ thể, nhóm đối tượng từ 6 đến 10 tuổi chủ đề đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe máy và nhóm đối tượng từ 11 tuổi trở lên với chủ đề hãy đội mũ bảo hiểm cho mình và cho người khác. Cuộc thi đã được tổ chức từ năm 2016 và đạt được những hiệu quả tuyên truyền sâu rộng đến học sinh các trường tiểu học. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 6 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2018. Sự kiện chạy vì an toàn giao thông Kizuna Ekiden với chủ đề chạy vì an toàn giao thông, vận động viên của hai nước sẽ truyền tay nhau giải Tatsuki như một biểu tượng cho sự kết nối hữu nghị thân thiện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình sẽ được tổ chức tại Hồ Hoàng Kiếm, Hà Nội, với thành phần tham gia là các cán bộ chiến sĩ, bộ công an, sĩ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản và công dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Điểm đặc biệt là các đội thi sẽ chia thành nhóm 4 người, trong mỗi nhóm sẽ có ít nhất một người Việt Nam hoặc một người Nhật Bản. Trong các nhóm buộc phải có đủ công dân của cả hai nước. Chương trình sẽ được diễn ra vào 7 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2018. Đây là hoạt động không chỉ nhằm nâng cao tinh thần thể thao mà còn thắt chặt tình đoàn kết, tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng.